Nhà đất no Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi đã có mặt tại huyện Con Rẫy để review cho các bạn tham khảo một cái những cái mảnh đất ở đây cũng các bạn nhé. Thì gọi là đất rẫy cũng được mà gọi là đất ở cũng được các bạn ạ. Bởi vì vốn dĩ của nó là đất ở các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta thấy quang cảnh đi vào cái khu vực cái mảnh đất này rất là đẹp các bạn. Phải nói là nó view sông cực kỳ là đẹp và mát mẻ các bạn nhé. Đây các bạn thấy khung cảnh này những cái khoảng xanh rồi trời quang rồi các thứ rồi nhìn trên đỉnh quả đồi chúng ta view xuống phía dưới các bạn phải nói là nhìn hết sức là thông thoáng và đẹp đẽ thì chúng ta sẽ phải đi qua một những cái cây cầu như thế này các bạn để đi vào cái khu vực miếng đất này và đây hiện tại tôi đã có mặt tại cái miếng đất này hôm nay các bạn nhé thì ở khu vực này người dân người ta cũng có khá là nhiều người người ta muốn bán đất ra ở đây là có dân cư các bạn nhé đêm nay tôi đến đây thì là vào một buổi chiều tà trời cũng hơn 6 giờ tối các bạn à. trời nó cũng khá là gọi là nhá nhem tối rồi thì tôi cũng cố gắng review cho các bạn cái mảnh đất hôm ngày hôm nay đây các bạn nhìn cơ sở hạ tầng này thì điện đường trường trạm Nước non là không thiếu một thứ gì các bạn nhé Ở đây là mọi tiện ích đầy đủ Bởi vì dân cư là sống ở khu vực này Là có các bạn chủ yếu là người kinh thôi đây mảnh đất của chúng ta đây mảnh đất của chúng ta đây thì mảnh đất của chúng ta sẽ rộng khoảng hơn 3 sào các bạn nhé tức là hơn ba nghìn mét vuông trong đó thì có một nghìn mét vuông là thổ cư các bạn ạ. đấy hết sức rộng và phía dưới này chúng ta sẽ có cái view xuống dòng sông đắc bờ la các bạn phải nói là cực kỳ ý nghĩa sông ở đây thì nước chảy gọi là quanh năm và nghe gọi là gọi là rào 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 với các bạn nước rất là mạnh và các bạn để ý thì cái thế đất của chúng ta thì nó cao hơn nó sông khá là nhiều. À, nó hơi thoải một chút là xuống dưới sông luôn các bạn nhé. Xuống dưới cái bờ sông luôn đấy. Xuống tận sông luôn. Tuy nhiên tôi chỉ quay đến cái đoạn này thôi. Bởi vì do phía dưới nó cũng đi không hết được. Thì mảnh đất chúng ta sẽ rộng khoảng cỡ hơn 3 xào các bạn. 1.000m2 là thổ cư. Hiện tại là gia chủ cũng đang muốn bán cái mảnh này ra. Với cái giá là 500 triệu đồng các bạn nhé. Còn thương lượng được các bạn. Đấy, quý anh chị em các bạn nào mà thích cái phong cảnh Rồi đây là mảnh đất ở các bạn nhé Sổ sách các thứ là ok, đàng hoàng Đấy. Rộng, hết sức là rộng rãi Phía trước thì có nhà, có cửa của người dân ở đây rồi Đây Còn phía trên này thì cũng có một số hộ dân người ta cũng muốn bán ra Mảnh trên này là hai xào các bạn nhé Hiện tại là gia chủ cũng để trống thôi, chưa không có làm cái gì thì mảnh 2 xào này gia chủ cũng có 1.000m2 là thổ cư Còn lại là 1.000m2 là đất trồng cây hàng năm khác Và ở đây thì sổ sách là đàng hoàng Đấy cũng view cũng đi thẳng xuống phía này là chúng ta view xuống dòng sông các bạn nhé Thì uh, khu vực cái mảnh 2 xào này Thì chính chủ cũng đang muốn bán ra với cái giá là 300 triệu các bạn đây các bạn nhìn thêm một số cái hình ảnh trên Flycam Do hôm nay tôi review thì trời nó cũng nhá nhem tối rồi Các bạn nhìn hình ảnh thì nó hơi tối một chút Các bạn là thông cảm Đây khu vực này thì con đường bê tông rộng rãi à, Xe hơi các thứ chạy vào vô tư à, Dân ở đây thì chủ yếu là người ta trồng mì với lại trồng cao su Đây đây là dòng sông Đắc Bà La các bạn nhé thì khoảng cỡ 20 km nữa thôi Thì dòng sông sẽ đổ về phía thành phố Con Tum Là tới thành phố Con Tum đây đây là hướng đi ra ngoài khu vực đường phía ngoài, ngoài đường quốc lộ. Thì từ khu vực này chạy ra quốc lộ thì nó cũng chỉ tầm khoảng một chưa đến 1 km, khoảng 1 km đi, 1 km các bạn. Và điện, đường các thứ đầy đủ, nước non đầy đủ các bạn nhé, không thiếu cái thứ gì cả. Đây chúng ta chỉ vượt qua cái cây cầu kia là chúng ta sẽ ra ngoài đến quốc lộ. Đây dòng sông Đắk Bà La. Đấy các bạn để ý thì thế đất ở đây thì nó giống như kiểu trên đỉnh quá đồi ấy các bạn. Đấy, view xuống dòng sông cực kỳ đẹp. Thì khi, khi tôi đến đây thì thực sự là rất là cảm thấy rất là thích cái vùng đất này. Bởi vì nó có cái view cực kỳ là thông thoáng, đẹp đẽ các bạn. Đấy, thẳng bên ngoài kia là đường quốc lộ các bạn này. Quốc lộ 24, xe cộ đang đi lại hết sức đông đúc. Đây, bên đây thì chúng ta view sang những cái quán đồi của người dân ở cái làng bên kia dân ở bên cái làng bên đối diện đây thì là của người đất của chủ yếu là của người đồng bào dân tộc thiểu số. Còn mảnh đất của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là đất của người Kinh các bạn nhé. Đây, cái mảnh cái mảnh này 3 xào mà nghe anh chủ anh nói là khoảng cỡ gần 4 xào đấy, 4 năm xào đấy các bạn. Đây dòng sông Đắc Bà La, Thì cứ mỗi mảnh là có 1 000 m vuông thổ cư các bạn nhé Hết sức rộng rãi Đây các bạn Đây các bạn thấy hình ảnh này Đất đai này đây cái mảnh bên cạnh này các bạn thấy nó rộng phải gấp đôi cái mảnh 2 sào các bạn, hơn gấp đôi đấy các bạn. Nó gần cỡ chắc cũng khoảng cỡ 3 sào mấy, 4 sào ấy. Đấy, điện đường trường trạm, nước non không thiếu cái thứ gì. Đặc biệt là ở đây là view ra sông các bạn nhé. Đây cái mảnh 4 5 sào đấy là một mét vuông thổ cư đấy là gia chủ đang muốn bán với cái giá là 500 triệu, còn cái mảnh 2 sào